Cái này là lá trầu của mình. Rồi, à, rồi. Thường là mình sẽ sử dụng mấy lá hay cậu? Đây lá trầu đây. Người ăn lá, người ăn trầu đôi. Dạ. Đó, nào, mình sẽ quét vôi này nó có vị như thế nào hay cậu? Dạ, người ăn cao vô. Rồi sau đó mình nhai cao vô, rồi sau đó mình sang lá trầu với lờ vôi. Rồi khi nào mình mới xỉa thuốc? Ăn xỉa luôn. Ăn luôn. Tại vì người ta nói ông bà, người ta nói là miếng trầu là đầu câu chuyện ha. Đúng rồi, đám cưới là phải có sáu miếng trầu trong ca trầu ngủ. Dạ. Yeah. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang. Hôm nay Bùi Hồ đến đây quay cho cô bác anh chị nghe về một hoàn cảnh của cụ bán cao. Dạ, con chào cụ. Năm nay cụ bao nhiêu tuổi rồi? 76. 76 hả? Cụ bán cao như thế này lâu chưa? Bán à, cũng năm mươi mấy năm rồi. Con còn nhỏ mà nuôi nó. Giờ nó lớn nữa hả, cũng khổ nghèo. Dạ. Rồi cao này là bán sao như thế nào đây cụ? Bán 30 ngàn, chục, 40. Cao lúc này mắc, nó tháng 5 đổ lên nó mới rẻ. Dạ. Tháng 5 nó rẻ tới tháng 9, rồi bắt đầu tháng 10 nó mắc dẫn tới tháng 5. Rồi cụ đi hái bán hay là sao? Đó, người ta đem lại chứ tôi đâu có leo nổi. Ngày cụ bán được bao nhiêu cao? Tùy theo à, người ta mua nhiều, người mua mà ăn rồi đôi ba ngày, không mua nữa. Dạ. Là ngày xưa giờ là bán cao hết luôn. Ngày cao chồng, ngày nào giờ nuôi chồng nuôi con. Giờ ông tôi mới chết mấy tháng nay. Dạ. Giờ con nó nghèo. Mấy tháng trai vô vậy. Rồi con thấy cụ bán số nữa nè. Bán số thêm mới mấy tháng nay. Thấy ngày cao này coi họ đổi đời. Cụ ơi, bây giờ người ta ít ăn cao lắm, ít ăn trầu cao lắm rồi, sao cụ bán như thế này nó cuộc sống nó đủ sống không? Không, cô có bữa hồi này cô bác nó cho cơm cụ ăn. Dạ, nhà cụ ở đâu? Nhà cụ ở đây. Dạ. Mà mướn. Mướn của người ta. Nhà mình. Mà ngày nay là tới tiền nhà. À, tới tiền nhà mình trả cho ta hả? Cụ ơi, rồi cái việc mà mình bán lời này khoảng 3 ngày một ngày bao nhiêu tiền? Thì 200 có, 100 có bữa không ngơ, cũng 20 thì cũng có lời. Phải bán thêm với chị. Cụ có thể bổ cho con coi một trái cao được không? Để ra. Dạ. Cao rồi, cụ có bán trầu luôn không? Khoảng 50 năm trước, khoảng 20-30 năm trước thì bán nhiều không cụ? Bán nhiều lắm. Bán nhiều lắm hả? Con mới nổi cáo đó con. Dạ. Ông chồng, ông bị xương tật chân đó. Dạ. Rồi cụ bây giờ còn, cụ có ăn trầu cao không? Dạ, cụ ăn trầu từ hôm 28 ngày. Hạn chế tôi có ăn con cao, không có tanh miệng. Quen hả cụ? Giờ cụ chỉ ăn cao, không còn ăn trầu nữa, ăn trầu sợ lên máu hả? Ừ, không biết, giờ không có ai có mình. Dạ. Ủa sao cụ lại chừa cái phần này? Này người ta ăn có nó chát, khỏi ăn chát mấy người bắt á. Ăn vậy nè, ăn cái này nó ngọt, được có cái này cho nó ngọt. Khỏi ăn sắp giấy. Dạ. Một chục vậy là bao nhiêu tiền cụ? Chục 14 trái 30 ngàn. Một chục mình là 14 trái. Ừ. Ôi có nơi là chục 12, có nơi chục 16, mình là 12
Dạ, còn ở đây mình 14. Rồi con có thể ăn miếng cao này được không? Ăn được, chát. Chát hả cụ? Chát. Dạ, làm nghề bán cao là năm nay là khoảng... con hôm nay 58 tuổi rồi. 58, khoảng 58 năm. 58 năm má tôi cưới tôi về rồi bà dẫn tôi đi tới giờ. Là cụ bán từ đó giờ không làm nghề gì khác luôn? Có bán bậy bạ vậy thêm nè. Rồi cụ bây giờ là ngoài cái việc bán cao ra đó là nó không còn giống như ngày xưa nữa. Người ta không còn ăn trầu cao nhiều đó nữa. Rồi sao cụ vẫn đeo theo cái nghề bán cao này? Cuối đời rồi chứ. Mình cuối đời rồi. Dạ. Sống cũng bao lâu thôi giờ biết làm gì. Đi gậy này giờ làm gì ai muốn. Dạ. Thôi cũng ráng bám theo đây. Còn mấy cái thằng đi bé cao. Nào cụ miếng đi con lấy miếng khác. Dạ. Nhai có cái này. Nhai có cái phần vỏ này nó sẽ chát, còn cái phần lõi ở trong. Nhai chắc. Ăn cao này nó có tác dụng gì hay cụ? Là tốt lắm hả? Còn hồi xưa người ta ăn chậu nhiều là tại vì còn đến còn măng lô á. Nó đi ruồng vô ăn này nó đỏ á. Đi. Là mình phải chát và mình phải nhả... Không, phải nhổ. Nhổ nước bọt ra. Hồi xưa 14 tuổi, 13, 14 tuổi ăn chậu lắm. Dạ. Đến cái thời buổi bây giờ con thấy cái việc mà bán cao này nó đổi đời rồi. Là nó không còn giống như thịnh giống như ngày xưa nữa. Ngày xưa con thường thấy những ông bà cụ là thường ăn cao lắm. Mà con ăn cao là con lại nhớ những cụ ngoại cồ con ngày xưa là thường có cái tục là ăn cao. Dạ. Dì hiện bây giờ là dì sống với ai? Dạ. Nói vậy là biết 51 tuổi mà không vợ là biết rồi. Dạ. Nói vậy, mỗi một ngày vậy phụ thêm bao nhiêu tờ vé số? 30, có khi này. Có khi hơn lắm là được 50. Ở ngoài cao dù cụ bán vé số với lại còn thêm là trầu nữa hả cụ ha? Có voi xỉa không cụ? Có voi thuốc. Voi thuốc luôn hả? Ừ. Ví dụ như mà cụ bán đủ một cái bộ là voi rồi trầu rồi thuốc luôn là khoảng 1.000 ba miếng. Bây giờ phải chú trầu mua hết thì hơi mua lắm thì chú coi. Dạ, chú hai này mua hả? Cái bà là cũng ở trong chầu á. Dạ. Cụ bán cho bà ăn. Còn hàng ngày thì ai sẽ giao cao cho cụ? Ai sẽ giao cao cho cụ? Người ta mua người ta tới đây mua. Không, ý có nói là người giao cao cho cụ để cụ bán kìa. Ờ, cái thằng, mấy thằng kia nó về hết rồi. Nó bán rồi, nó về hết rồi. Nó đi, 4 giờ lên nó lấy tiền. Mỗi một ngày là nó cụ... Bỏ chịu cho mình. À, bỏ chiếu. Dạ. Có nghĩa là số này gì lấy chịu luôn, bán được nhiêu hay nhiêu. Cao cũng vậy luôn. Rồi lỡ số mình bán không hết thì sao? Hết 50 mà con cô lâu lấy nhiều. Dạ. Giờ còn 20 là tôi ngon tôi bán. Ờ, cô bác anh chị ở đây là đường gì ha cụ? Nguyễn Trãi. Đường Nguyễn Trãi phường mấy? Thì phường 7. Phường 7. Ờ, cô bác anh chị đây là cụ tên gì? Con xin phép. Cụ Thủy. Dạ, đây là hoàn cảnh cụ Thủy bán cao. À, trên đường Nguyễn Trãi, phường 7. Kêu cô có số điện thoại không? Cho con xin số điện thoại với. Ôi, tại cô bắt con
Đến thời điểm bây giờ thì cái mong ước của cụ lớn nhất của trong cuộc đời của cụ là gì? À, ông đã mất rồi thì cụ chỉ sống với lại một người con của mình thôi, người con 51 tuổi chưa có vợ. Ai ưng đó. Dạ. Rồi rồi. Con biết rồi. Dạ. Con thấy cụ Thủy đáng thương quá. Tôi mua giúp gì tôi vé số. Dạ con sẽ mua cho cụ vé số. Chỉ mong là ngày này qua ngày kia thôi chứ không có mong vì gì về cái giàu sang gì nữa hết cụ ha. Cô bác anh chị, đây là số điện thoại của cụ Thủy. Số điện thoại của cụ, cụ đang ở hàng ngày thì cụ vẫn bán ở trên cái đường này hả cụ? Ờ, tôi có 6 giờ sáng qua đây và tới 5 giờ chiều nó tàn bến chở tôi về. 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều ngồi đây luôn. Ngồi hoài, nằm, người ta có cái ghế này của hồi nói cô của dạy học nè. Trời ơi, rồi trưa cụ không về nghỉ ngơi luôn. Rồi mệt mỏi quá, cụ dựa vô. Cơm cụ đem theo. À, rồi, ta cho này sáng ta cho cụ đi hả? À, bún. Dạ cô bác anh chị, nếu như mà cô bác anh chị có lòng thương giúp đỡ cụ thì ghé qua đây ủng hộ cho cụ vài tờ vé số trên đường Nguyễn Trãi, phường 7, thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang. Và đây là số điện thoại của cụ 076-586-3719 là số điện thoại của cụ Thủy. Hàng ngày bán số trên cái con đường Nguyễn Trãi như thế này, thời gian bán là cụ sẽ bán từ 6 giờ sáng cho đến là 5 giờ chiều, kể cả luôn buổi trưa cụ vẫn bán ở đây.